Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Athena do TC Pharma sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Athena cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Athena có thành phần là dầu hoa anh thảo 500mg, vitamin E thiên nhiên 20 iu, dầu gốc 40mg, tá dược vừa đủ một viên. Hàm lượng trong một viên capsule màu xanh lá, cao lô hội 05mg, tảo spirulina 500mg, tá dược vừa đủ một viên. Athena được bào chế dưới dạng viên. Athena mang lại cho người dùng công dụng, hạn chế lão hóa, giúp da nhuận sắc, mịn màng, giảm cholesterol cao trong máu, giúp tăng cường sức khỏe. Sản phẩm Athena được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Athena được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, người lớn uống 2 lần mỗi ngày sáng một viên nang mềm và một viên capsule, chiều một viên capsule. Chống chỉ định khi sử dụng Athena, quá mẫn với thành phần thuốc. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng Athena, người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của Athena không được sử dụng. Nếu bệnh nhân bị dị ứng phải nói cho dược sĩ hoặc bác sĩ biết ngay lập tức. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Athena, đồng thời biết cách sử dụng Athena sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.